Để có được một nghề ổn định với lợi tức cao mà chỉ trong một thời gian ngắn, xin mời đến trường thẩm mỹ Jasmine, chuyên môn dạy về tóc, nail, facial và massage therapy. Trường thẩm mỹ Jasmine học phí nhẹ nhàng, có nhiều khách walk-in cho học viên thực tập, thầy cô dạy tận tâm, nhiệt tình và dễ hiểu. Trường lớp khang trang, nhiều máy móc tối tân. Trường thẩm mỹ Jasmine có lớp tiếng Việt, tiếng Anh phù hợp với từng học viên, tỷ lệ thi đậu rất cao. Trường thẩm mỹ Jasmine, 5911 University Avenue, Suite 318 San Diego, 619-269-5720. Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi phần video ngắn giới thiệu về trường thẩm mỹ Jasmine của chúng ta. Thưa quý vị, trong 3 tháng vừa qua, trường thẩm mỹ Jasmine đã đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với hai vị đại diện của ban giám đốc trường thẩm mỹ Jasmine để gửi đến cho quý vị cũng như là tất cả các anh chị em học viên những cái tin tức mới nhất về trường thẩm mỹ Jasmine. Vân Anh xin được giới thiệu với quý vị trước hết là thầy Kevin La, thầy là hiệu trưởng của trường thẩm mỹ Jasmine Beauty School, và bên cạnh đó là thầy Trung Nguyễn, vị giảng viên giảng dạy tại trường Jasmine. Trước hết, Vân Anh xin chào anh Kevin và anh Trung. Xin chào chị Vân Anh. Chào Vân Anh và tất cả các quý vị của đài VNTV. Thưa hai anh, chúng ta đã hơn 3 tháng shelter in place, tức là làm việc ở nhà, không ở trường thì đóng cửa. Trước khi đi vào những chi tiết về sinh hoạt ở trường thì hai anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả là trong hơn 3 tháng vừa qua, những sinh hoạt của hai anh như thế nào không? Có trồng cây, có nấu ăn, hoặc là tại vì bên anh biết là trong thời gian vừa qua nó có rất là nhiều người đâm ra lại có thời gian để mà đeo đuổi những cái đam mê như là học đàn, học thăm. Hai anh làm gì? Anh trồng cây, ví dụ vậy. Thì trong thời gian đó em cũng cái này cũng là một cái sự may mắn là em có cái thời gian hang out với gia đình, vợ con. Đúng rồi. Chia sẻ, dù mình ở nhà mình không có đi ra ngoài nhiều nhưng mà mình chơi những cái trò game với đứa con mình ở nhà. Cái không những vậy, em tập nấu ăn. Wow, hay quá. em làm vài món cái em để lên Facebook rồi đó. Đúng rồi. Nó cũng vui. Dạ vâng. Nhưng mà lên cân, tại vì mình cũng tập thể dục chút xíu ở nhà mà cũng không có được ra park hay được gym tập thể dục, cho nên nó giới hạn chỗ đó. Mà được có một cái là được cơ hội hang out với gia đình mình, với gia đình nhiều hơn hoặc anh dạ. Thầy Trung quý thì cũng ở nhà được vài hôm để làm những công việc sửa chữa cần thiết, ví dụ như clean up cái gara của mình, những cái nơi làm việc của mình. Đúng rồi, phù hợp với phong thủy hơn nữa. Đúng rồi, dạ vâng. Và thưa hai thầy cũng như là thưa quý vị khán giả được biết là trong suốt thời gian đóng cửa vừa qua, nhưng mà cũng như là những trường học, trường thẩm mỹ Jasmine Beauty School cũng có học online. Như vậy thì hai thầy có thể cho quý vị khán giả được biết là trong thời gian vừa qua chúng ta đã học, các học viên đã học online được bao lâu rồi, và cái tiến trình học như vậy thì nó có những sự khó khăn như thế nào không thưa hai thầy? Thầy Trung muốn trả lời trước rồi. Okay. Trong vấn đề hồi mà khi mà mình ở nhà đó thì mình cũng có liên lạc với lại thầy Hùng. Thì mình nói là tuy trường đóng cửa nhưng mà cái social distancing về vấn đề giảng dạy thì họ cũng cho phép. Nhưng mà mình có đặt cái câu hỏi với thầy Hùng là dạy online là dạy sao? Cái việc mở Zoom, mở này đầu lên là xong hay sao? Thì thầy Hùng nói không, để thầy Hùng hỏi cái bộ giáo dục. Vì những cái mình dạy online mình phải theo tất cả những cái luật lệ, cái guideline của họ, để mà học sinh khi nó hoàn tất những cái giờ học nó được hợp lệ để cộng vô những cái giờ khi nó vô trường nó đi thi. Thì thầy Hùng cũng thức đêm thức hôm làm nhiều thứ, thì giờ để nhường lại cái thầy Hùng cái thủ tục nào đó thì cũng nói. Dạ. Dạ, thì trong cái thời gian dịch này thì em theo dõi tin tức mấy cái announcement của ông thống đốc Newsom, và em thường xuyên liên lạc với Bộ Giáo dục của California. Thì ban đầu thì ông Newsom nói là mình chỉ ở nhà thôi, mình không được làm cái gì hết. Nhưng mà sau này á, là Governor Newsom thông báo với City San Diego thông báo
là cho dạy online, dạy trên mạng. Thì em mới hỏi là Bộ Giáo dục là phải mình phải làm sao, thì Bộ Giáo dục mới cho một cái guideline, một cái hướng dẫn là em phải, trước hết là em phải nộp đơn vô, em xin phép và em phải trình bày cái cách thức dạy làm sao, giờ nghỉ làm sao, dạy học sinh làm sao, rồi chấm điểm làm sao, rồi cho học sinh cái giờ học làm sao nữa. Thì sau khi em trình bày hết với Bộ Giáo dục thì Bộ Giáo dục mới cho em một cái giấy phép là tạm thời dạy trên mạng thôi, tới chừng nào mà nhà nước cho một cái announcement cho trở lại học bình thường thì họ sẽ ngưng cái chương trình đó. Dạ vâng. Cho đến nay thì chúng ta đã học online được bao lâu rồi thì chúng? Thì em nghĩ là sắp sửa 2 tháng rồi đó. Tháng dạ vâng. Dạ vâng. Và các học viên của chúng ta khi mà theo học online đó thì chắc chắn là sẽ có những cái bỡ ngỡ, những cái khó khăn phải không thầy Trung, và cái sự mà hấp thụ khi mà học đó, thì nó sẽ khác khi là ở trong lớp phải không thầy? Cái đó là chắc là đương nhiên rồi. Mình chỉ ví dụ một câu thôi, nếu mà Vân Anh hát hay mà Vân Anh hát trước khán giả thật sự thì cái nỗi cảm hứng và sự tiếp nhận của hai bên rất là nhanh chóng và dễ hiểu. Còn nếu mà Vân Anh hát trên cái màn truyền hình TV với người ngồi coi, hai cái khác nhau. Dạ, vâng. Đó là mình nói một lĩnh vực, còn nói về bài cũng vậy. Khi mình giảng bài, những ánh mắt nó không có sự tiếp xúc trực tiếp đó, nhiều khi họ không có concentrate, không tập trung được nhiều. Cho nên mình phải theo dõi thường xuyên và nhắc nhở các bạn. Đôi khi các bạn ngồi mà không có ai thì cứ ngồi mình, nó ngủ nào không hay. Dạ. Đó là thì mình phải để pay attention từng cá nhân một. Và cái thứ ba nữa, cái khó khăn đó là học sinh nhiều khi mới đầu tiên qua là không biết sử dụng computer. Có nhiều người sử dụng cái laptop mà không có camera, cho nên mình không thấy hình, mình nghe giọng thôi. Nhưng mà thường thường đó mình phải thấy hình và biết người ta làm cái gì như vậy. Thì những cái khó khăn là về vấn đề technical. Thì nhưng mà bây giờ là các em nó ok rồi. Dạ vâng. Và với những người học viên đã học đủ giờ rồi, đúng ra là được đi thi rồi, nhưng mà vì Covid-19 thì hai thầy biết là sự gián đoạn này sẽ đến bao lâu, những người học viên đó sẽ được đi thi để có bằng để đi làm việc không thưa hai thầy? Thầy muốn trả lời hay mình trả lời? Thầy? Dạ, cho em trả lời trước ha. Dạ, câu hỏi đó rất là good. Chị Văn Anh, thì theo em biết là có một phần mấy bạn đã có giấy của thông báo của Stable là có ngày đi thi rồi, nhưng mà lúc mà cái vụ Covid này nó xảy ra thì Stable đã đích thân email từ mấy bạn nói là cancel hết, là hủy bỏ mấy cái ngày thi. Mà tuần trước Stable đã liên lạc một phần lớn của mấy bạn là nói những bạn nào đã đăng ký mà đã có ngày thi đã bị hủy bỏ thì Stable sẽ cho đi thi sớm. Thì Stable đã thông báo là 29 tây tháng 6 Stable sẽ mở cửa ở cái chi nhánh ở Los Angeles cho đi thi, là bắt đầu tháng 6 29 tây. Cho nên có mấy bạn đã thông báo nhà trường là Stable đã liên lạc họ và cho ngày thi rồi. Mình cũng nhắn là khi mà cái thường thường trước khi đi thi thì các em có cái giấy báo về nhà trường. Thì cái giấy đó là cái dự kiến cái ngày đi thi chưa chính xác 100%. Thì phải chờ cái giấy lá thư màu vàng của từ Stateball nó gửi về, nó xác định lại thì cái đó mới là ngày chính thức. Nhưng mà bởi vì cái Covid-19 ấy, khi Stateball đổi ý không đổi ý từ cái thời trước kìa, bây giờ thì không. Cho nên là thường thường mình cũng như thầy Hùng cũng như là recommend học sinh khi nhận được giấy nên confirm lại với Stateball. Khi Stateball nó kêu là được, không có sao hết thì là mình cứ tiếp tục mình làm vậy thôi. Thì hiện tại bây giờ so far mình thấy là Stateball cho đi thi rồi, thì mình nghĩ là mình không có gì trở ngại. Dạ vâng, xin chúc cho các học viên đang chờ để thi, để lấy bằng sẽ gặp được điều may mắn. Tôi thấy thầy, Vân Anh nghe và nhận được rất là nhiều những cái lời tâm sự của những người đang nghĩ rằng sắp bước chân vào con đường đến trường để mà học, để mà trở thành một người làm neo, cũng như là những người mà đã học xong và đang thi bằng neo rồi. Vì cái đại dịch Covid-19 này cho nên cái ngành neo cũng như là ngành tóc, cũng như làm thẩm mỹ gặp rất là nhiều khó khăn, và điều đó mang đến một sự lo sợ cho những người đi vào con đường này. Thì hai thầy có một cái lời
chia sẻ cũng như là quan tâm gì đến với các bạn đang có một cái nỗi lo lắng này, thưa hai thầy? Thì cái này là có thể nói là lời khuyên của em hơn là chia sẻ. Cho những bạn mà đã có bằng thì theo em nghĩ cái thời gian này tiệm nail đã cho mở thì có một cái là mình làm theo quy định của nhà nước, thì mình cũng có khách, em cũng có vài bạn có tiệm nail thì họ thông báo cho em biết là cũng đông lắm mà làm khách hàng. Thì cái lời khuyên của em cho mấy bạn là mình cứ làm theo cái quy tắc của nhà nước, làm sạch sẽ, cách ly, làm chỉ là hẹn thôi, khách hàng thôi, thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp. Và cái này chỉ là thời gian ngắn thôi chị Văn Anh, thì theo em nghĩ là tương lai sẽ nhà nước sẽ có cái vaccine, có thuốc trị đàng hoàng hết, thì lúc đó mình cũng trở lại bình thường thôi. Rồi thì nói tới nhà trường thì em muốn cho một cái câu nói mà đặng cho học sinh an tâm là nhà trường theo dõi mấy cái quy định, mấy cái hướng dẫn của nhà nước, theo dõi sát lắm. Là tại vì sao? Mình muốn bảo vệ sức khỏe an toàn cho học sinh mà cũng bảo vệ sức khỏe an toàn cho thầy cô giáo, thì tụi em là làm đủ mọi cách để bảo vệ cho nhau. Dạ vâng. Cho nên cái lời khuyên của em là mấy bạn đừng sợ. Tụi em hiểu cái sự mà sợ lo âu của mấy bạn, mà tụi em đã theo dõi mấy cái chương trình, mấy cái guideline của nhà nước, cho nên tụi em là đã chuẩn bị hết trơn cho mấy bạn. Dạ vâng. Dạ thầy Trung. Mình nói hơi xíu này thôi, tức là con người ta sống có số, mình nói về phong thủy. Thì khi mà muốn mình biết là muốn có số sống lâu kéo dài này nọ hết, thì cái cung phúc đức mình rất là quan trọng. Mình thấy vậy, trở lại cái vấn đề ở đây, mình theo những cái guideline, cái quan trọng nhất là muốn không bị thì mình phải theo những cái chuyện vệ sinh và an toàn cá nhân, là chuyện đề phòng của mình trước tiên đã. Nhưng trong trường, trong quá trình các em học, trường đã chỉ làm thế nào trong vấn đề health and safety trước khi dịch vụ COVID-19. Nhưng mà nhiều khi các em không ý thức được, đi ra ngoài thấy khách đông, nhảy khách, chủ tiệm thì thấy cái này nó bắt làm, mình nhảy qua những cái bước đó thì có thể mình take cái risk không tốt. Nhưng mà nếu mình follow những cái gì mình học ở trường, chỉ cần trễ khoảng 10 phút, 15 thôi, nhưng mà nó an toàn kinh khủng. Cho nên khi mình dạy hay cái gì đó thì ở hiện tại bây giờ quý vị thấy em rửa tay 20 giây có được, có thời gian ngâm chân trong nước quạt phải là 10 phút, khử trùng nước quạt là 10 phút để nó giết thì nó trước khi mình khát sớt. Cho nên thời gian bị lùi lại chút xíu, nhưng mà xếp thế. Lời cuối Vân Anh dành cho thầy Trung và thầy Kevin, gửi lời đến tất cả học viên cũng như quý vị khán giả. Kính thưa Vân Anh, mấy cái học trò mình nó hay hỏi Vân Anh cái này nè. Nó đi đường lúc nào cũng thấy wash your hand, nó về nhà nó không có rửa chân, có được không? Đúng rồi thầy, dạ. Ok, thì cảm ơn Vân Anh rất là nhiều. Chúc Vân Anh cũng như là các thẻ, các đài, các khán giả của đài VNTV được dồi dào sức khỏe và luôn luôn giữ sức khỏe, giữ khoảng cách 6 feet và luôn luôn là sức mạnh, lúc nào cũng vượt qua mọi khó khăn về kinh tế cũng như về sức khỏe. Nói chung là trong thời gian này ai cũng có cái lo âu của cá nhân của họ, mỗi gia đình, nhưng mà không biết nói tiếng Việt làm sao, là em có cái tự tin, có cái faith của mình là cái chuyện gì nó cũng sắp đặt rồi. Thì giống thầy Trung nói gì đó, là cá nhân mình, những cái guideline mà vệ sinh thì mình theo, mình làm theo là một. Hai á, là mình cũng phải có cái tự tin, tin tưởng về phía trên đã sắp đặt mọi chuyện tốt cho mình. Cho nên thì lo chứ em không dám nói là đừng có lo. Nhưng mà có một cái đường dài là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Dạ, dạ. Cho nên mình sẽ gặp nhau mà vui vẻ một ngày nào nữa là đi nhạc hội đồ. Đúng rồi, nghe thầy Trung hát với lại nghe thầy Trung đàn
Cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi buổi trò chuyện với lại ban giám đốc của trường thẩm mỹ Jasmine Beauty School. Xin chúc cho trường thẩm mỹ Jasmine Beauty School, thầy cô và tất cả các anh chị em học viên sẽ gặp được nhiều may mắn trong những ngày sắp tới. Cảm ơn và xin thân ái chào tạm biệt. Cảm ơn.